Hello các anh em, một buổi chiều ở Nam Định. Bây giờ đang là 2 giờ chiều rồi, thì nhưng mà bây giờ mọi người vẫn đang đi làm hoặc là đi học ấy, cho nên là đường phố cũng vắng. Chủ yếu ở đây thì là có các cụ với các em học sinh đi ra giống như kiểu dã ngoại. Các cụ thì đang đi thể dục và đang nhìn mình giống như kiểu không hiểu cái thằng quá này làm cái gì kiểu như vậy. Thì mọi người đều đã biết là tới đây thì ví dụ ngày mai là ngày 14 tháng 2 và sau đó là ngày 8 tháng 3 thì sẽ có rất là nhiều những cái dịp mà chúng ta sẽ phải đi chơi hoặc đi tặng quà. Do vậy trong cái chủ đề của video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các anh em một số những trang hoa mà mình nghĩ rằng là chúng ta có thể tham khảo để có thể là mua làm quà tặng cho bạn bè hoặc là cho một nửa bên kia của mình. Đó, mình sẽ giới thiệu cho anh em một số trang hoa mà chúng ta có thể tham khảo để mà nếu như anh em định muốn tặng một trang hoa thì video này mình hy vọng nó có thể sẽ giúp cho các anh em một vài thông tin đó. Thì đấy là cái chủ đề của video ngày hôm nay. Còn bây giờ anh em hãy ngồi ngắm. Mình rất là thích cái view này. Mình nếu mà sau mình sẽ vẫn còn quay ở Nam Định chắc chắn. Mình sẽ chọn cái view này bởi vì mình rất là thích cái view này. Nhìn rất là chill, đẹp. Ok, bây giờ anh em mình let's go. Khi vào chủ đề chính của video thì mình sẽ có một vài chai mình không đang có sẵn ở đây, cho nên là mình sẽ lấy hình ảnh để thay thế. Đó, chai nước hoa đầu tiên đó là Salvatore Ferragamo Uomo Signature. Tại sao mình lại cho chai nước hoa này vào cái list mà nước hoa làm quà tặng? Nếu mà xét theo tiêu chí mùi hương về độ đa dụng và giá cả, đầu tiên về mùi hương với một cái tông mùi cà phê da thuộc và một chút ngọt, thì xét từ 1 cho đến 10 thì mình nghĩ rằng chai nước hoa này có thể tầm từ 6,5 cho đến 7. Thậm chí nếu như anh em nào mà rất là hài lòng thì có thể 7,5, còn 8 thì không thể nào được. Và với một cái sự đa dụng rất là lớn, chúng ta có thể sử dụng để đi làm, đi học, đi chơi, đi tất cả những cái dịp nào đấy. Và cộng thêm hiệu quả năng mùi rất là tốt, cộng thêm nữa là cái mức giá của nó không phải là quá chát để có thể sở hữu. Thì mình nghĩ rằng nếu như chị em nào định tìm một cái mùi hương để có thể làm quà tặng thì Salvatore Ferragamo Uomo Signature sẽ là cái một trong những cái sản phẩm mình sẽ gợi ý đến cho mọi người đó. Chai nước hoa thứ hai đó là Dior Poison, Hypnotic Poison. Đây là một chai nước hoa được ra mắt từ rất là lâu rồi của nhà Dior với cái tông mùi của hạnh nhân vani. Và khi mà chúng ta xịt, chúng ta sẽ thấy rằng đó là một cái vị hạnh nhân ngậy, hơi ngọt mà nó giống như kiểu là creamy đó. Ngoại hình của chai nước hoa này thì nó giống như là một quả táo. Và nó thế nào nhỉ? Mình hình dung ấy, mình cảm thấy nó giống như một quả táo và giống như kiểu một quả táo độc. Thì bất kỳ muốn ai mà muốn một cái mùi hương mà nó một cái nó thế nào nhỉ? Có thể là hơi bản năng hoặc là basic instinct ấy, bản năng gốc ấy, thì chúng ta hãy nên tham khảo chai nước hoa này để làm quà tặng cho bạn gái đó. Bởi vì chai nước hoa này cá nhân mình thôi, mình cảm nhận cái tông hạnh nhân nó rất là một cái gì đấy nó hơi bản năng gốc, rất là thú vị. Thì anh em nào nếu như mà thích một cái mùi hương mà nó kiểu như thế thì chúng ta có thể tham khảo Dior Hypnotic Poison. Ok, chai nước hoa thứ ba đó là Amarch Minder. Đây là một chai nước hoa rất là thú vị. Và có một thời gian trước mình có đọc một cái bài báo viết về nhà Amarch này, thì họ cũng đang lên một cái chiến lược để mở rộng cái thương hiệu ra thành toàn cầu ấy. Nó không còn là gói gọn một dạng như kiểu luxury của ngày xưa, có thể là vùng có thể là Trung Đông đi, nhưng bây giờ họ muốn là một cái kiểu toàn cầu. Thì mình nghĩ rằng với cái chính sách này thì đến bây giờ thì về cách làm mùi hương của Amarch, họ đã bắt đầu giống như kiểu khi mà chúng ta muốn tiếp cận hơn thì chúng ta sẽ phải có một cái chiến lược làm mùi, nó sẽ theo một cái số đông. Chứ ông không thể nào mà theo cái kiểu cá tính Trung Đông quá là mạnh ấy, thì rất dễ là khó đó. Và Amarch Minder mình nghĩ rằng là một trong những chai nước hoa như thế. Khi mà mình mới xịt chai nước hoa này, nó mang mình cho mình một cảm giác rất là ngạc nhiên, bởi vì nó làm một cái kiểu một cái gì đấy nó giống như kiểu thảo mộc ấy. Nó hơi hăng hăng ngậy ngậy đó. Khi mà mình xịt cho một bạn gái thì bạn ấy bảo là giống như kiểu mùi thảo mộc và lắc đầu lè lưỡi. Tuy nhiên lúc sau thì bạn gái này lại khen mùi này rất là hay đó. Chai nước hoa này thực sự là nó có một cái gì nó hơi phấn phấn ngậy ngậy,
và hăng hăng. Công đừng đang ngạc nhiên bảo tại sao tôi lại đang giải thích, bởi vì đang rất là nhiều người đang nhìn tôi. Với sự kết hợp của benzoin, gỗ oryx, rễ cây oryx thì nó sẽ tạo nên một cái tông mùi rất là thú vị. Nói chung đây là một chai nước hoa mà nó sẽ có thể giúp cho các anh em, thứ nhất là mua làm quà tặng rất là ok, cái đấy thì không có làm gì. Tuy nhiên nó sẽ làm cho mọi người thay đổi về cách nhìn nhận về mùi hương của Amouage, ok. Chai nước hoa thứ 4 đó là Dasamoto Narcotic V. Đây nếu như mình được xếp hạng thì đây chắc chắn là sẽ là một trong chai nước hoa theo cái tông White Floral hoa trắng xuất sắc, một trong 10 chai nước hoa Narcotic, một trong 10 chai nước hoa hoa trắng rất là xuất sắc, với sự kết hợp của hoa huệ trắng, hoa nhài, hoa ly tuyệt vời. Bất kỳ một chị em nào khi mà xịt chai hoa này mình nghĩ rằng là sẽ thấy rất là hài lòng. Các anh em nào nếu như mà muốn mua tặng bạn gái thì mình tin rằng Dasamoto Narcotic V sẽ là một cái sự lựa chọn không hề là gọi là nguy hiểm, mà là sẽ là một sự lựa chọn rất là an toàn đó. Và chai nước hoa cuối cùng mà mình muốn gợi ý ở đây đó là một sản phẩm của nhà Azzaro, và nó chắc chắn rồi, the most wanted, đặc biệt là cho chị em nào mà đang tuổi teen và cũng có bạn trai là tuổi teen ấy, thì Azzaro the most wanted chắc chắn là một sự lựa chọn rất là phù hợp cho các teen boy, với mùi hương, về độ hiệu năng mùi, về tất cả. Nói chung mình thấy rằng các teen boy sử dụng rất là ok. Do vậy Azzaro the most wanted là một trong những cái mùi hương như thế. Video của mình đến đây là hết rồi. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau rất là nhiều, vì đang có mấy em xinh đưa đang nhìn mình. Ok, còn bây giờ, bye bye.